ngày mai ta tuyên bố tâm đẹp mai. Không còn viết, không còn diss, không còn bad life. Sẽ có bao nhiêu người còn nhớ đến cái tên tao. Từ ngày thời gian sẽ xóa hết, mày sẽ quên tao. Không còn ai mở miệng gọi nghe là vui với lyrics. Và lời tao viết rồi đây cũng chỉ là một đống chữ xếp chi tiết. Như là két bụi, đối với két bụi. Cũng những chi tiết lời cùng người ta suy nghĩ khi viết. Để rồi khi viết sẽ có lúc phải chấm hết. Tao lại ngồi đi, tưởng tượng sẽ nói thành những dấu chấm vớt. Rồi lại viết tiếp, rồi lại bế tắc. Nhưng nếu như không có rap thì tao cảm giác mình chết chắc. Tôi vẫn thường ngồi đặt những câu hỏi nếu như trên bản thân. Sẽ ra sao nếu đặt kẻ thù và thành công lên ngang cân. Sau đó thì im lặng và xin một trang trắng. Như tìm điều dịp hòa với những biết trong không gian hoang vắng. Hoặc ngược lại, vì rap sẽ thế nào nếu không có tao. Như xe máy không có động cơ, trông giống như ống bơ. Nếu tao không rap, tụi mày vẫn đeo kèo. Rồi mày cũng chém thêm vì đi tù và kéo xe. Nếu tôi là gangster, tụi mày đâu được điên. Tao giết mày rồi vượt biên. Hay ngọn tay ra sâu và còn liền. Và nếu tao rap, chỉ vì phê lập lâu như thép của xe mềm. Lời của tao vẫn đậm đà, nhiều khi ngậm mầm đá. Nếu tin tao không đau, tao đâu biết thơ. Nếu không thích bỏ rap, tao đâu biết nhớ. Không có rap, tao không thể sống. Quay đầu lại với rap flow, tao chỉ còn như sống. Mới không, thất bại cũng đôi lần tao chửi. Ôi ớt, homie cứ tin tao. Tất cả đều là định mệnh, nếu không phải như vậy, liệu tao có còn là tao? Khá. Mày đã tự hỏi mày là ai. Mày không biết thì bây giờ để cho tao reply. Không có mày, bàn cờ này chỉ như bị mất chốt. Không có tao, mày sẽ không thể nào mà sống tốt. Sẽ là sao nếu như tao chưa bao giờ tồn tại. Làm sao mày rap nếu không có những thứ tao còn lại. Thế làm sao mày cứ việc cố gắng mà mong chen. Đã đến đầu những thằng cu nào cứ thích mong men. Rồi cuối cùng, tới lúc phải đặt vô tâm hết. Có những thứ không thể nào sự thật vô tâm vớt. Tao vẫn thường đã có hỏi nếu như trên bản thân. Sẽ ra sao nếu đặt tao vào mày lên ghen cơn. Sau đó thì im lặng và xem một trang trắng. Chỉ tiêu dần dần vào với những điều trong không gian hoang vắng. Chỉ vì ba cái thằng fan. Những đứa nick mà tao cũng chẳng quen. Cũng chẳng cần phải quen. Những thằng ở nhà tao rồi lại quên. Đi rồi lại đến. Nếu mày USK mới tao rap cho homie. Bởi vì cho đến giờ này tao vẫn chỉ được một số lượng fan. Đâu mày bố thí. Nói tao underground và nghèo cũng tương đối. Nhìn thẳng vào sự thật cái kênh người thường thôi. Nếu có thể tất nhiên tao muốn trả lời fan. Khi tụi mày PM nhưng chúng mày nghĩ xem. Tao đều có ngăn cánh tay để viết cho tụi mày. Cái chỉ của tao có hạn kinh ngàn câu hỏi xung quanh như bụi bay. Tao là Bồ Tát, đó là chuyện khác. Tao đeo chuyện tụi mày đến khi cửa sổ Yahoo lại đổ nát rồi ignore. Và nếu tao chưa từng rap được mày còn tìm đến tao. Tao cũng là người bình thường, thường thường có tao ngoài đường. Người ta nói tao là không cùng cùng người ta mới rap thôi. Nếu tao giống người ta thì thở mà ép hơi. Đơn giản tao cũng sẽ thối như tụi mày. Tất cả đều là định mệnh. Từ nhỏ tao đã biết giàu. Dù tao là mặt đất, trên tao chỉ có mặt trời.